Khả năng thứ hai của đỏ hình cờ này là mã 6 tiến ong. Đỏ ăn tớt đầu, nước cờ mưu thực lợi. Đen chém pháo đầu. Đổi lại, như đen đi C4 tiến ong. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen mã 7 tiến ong. Đen ăn mã. Như đen đi nhầm. Pháo 2 lùi 5. Mi bắt chết mã. Như tiếp theo. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 3 tiến ong. Đến đây cờ đeo 2 khả năng đi quân. Một là pháo 7 tiến ong. Và hai là C2 tiến 7. Khả năng đi quốc của đen pháo 7 tiến ong. Đen ăn mã nhằm giản hóa cục thế. Đen tiến tốt qua sông nhằm đổi quân, giản hóa cục thế. Nước cờ chính xác. Đổi lại, như đen đi C4 tiến ong. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tốt 7 tiến 1.
hai bên ngang thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Hai bên ngang thế. Khả năng thứ hai của đen hình quả này là C2 tiến 7. Đen tiến xe bắt pháo nhằm cởi trói, duy trì biến hóa. Đỏ bay mã đại hà, nước cờ cầu biến. Đổi lại, như đỏ đi xe 5 bình 3 bắt pháo. Thế cờ bình ổn. Như đỏ mã 3 tiến 4. Đen tiến xe. Đổi lại, như đen đi xe 2 bình 1 ăn pháo. Thế cờ bình ổn. Như đen xe 8 tiến 8.
Đen tiến xe hàng tốt. Đổi lại, đen đi pháo 7 bình 6. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen xe 4 tiến 1. Hai bên dần tới ngang thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này. Hai bên dần tới ngang thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công bố cục. Trung pháo qua Hà Sa, đối bình phong mã, tả mã bạt Hà.